Hi, xin chào các bạn. Trước khi mà đi vào bài mới thì thầy nhắc một số cái yêu cầu của tuần trước ha. Tuần trước là mình sẽ có cái bài tập module số 2. Được chưa? Bài tập module số 2 là hạn chót, là hôm nay các bạn hết hạn à, thì cho các bạn một tuần để làm module số 2 rồi. Bạn nào chưa nộp thì nộp gấp trong ngày hôm nay nha. Đó là yêu cầu thứ nhất. Cái yêu cầu thứ hai đó là các bạn đăng ký đề tài. Bạn nào chưa đăng ký đề tài thì đăng ký, rồi tìm kiếm thông tin về đề tài đó đến đúng cái buổi kiểm tra giữa kỳ của mình, đó là tuần sau đó ha. Ở buổi học của mình sẽ kiểm tra và các bạn dựa trên cái đề tài của các bạn á là các bạn triển khai và các bạn làm một cái bài PowerPoint ha. Rồi bây giờ các bạn vào cái lịch trình giảng dạy ở buổi số 4 nè, các bạn mở cái yêu cầu bài tập PowerPoint lên nè. Rồi bữa trước là mình đã xong hai hai bài rồi. Bài tập đó là bài tập số 1 và bài tập số 2. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là bài tập số 3 và bài tập số 4. Bài tập số 5 các bạn về nhà tự làm nha. Được chưa? Rồi bài tập số 3 và tập số 4 là tổng hợp hết tất cả các yêu cầu của đề thi rồi. Còn bạn nào nếu mà bạn nào muốn chắc hơn nữa thì tự làm bài số 5. Mà khi các bạn làm tự bài số 5 thì nói chung là cái mẫu đề thi á, nó cũng sẽ giống giống tư tưởng giống như cái đề số 5 vậy đó. Được chưa? Đó, nó chỉ thay đổi cái, nó chỉ đéo cái yêu cầu một chút thôi, chứ nó không nhiều. Ví dụ như là nó yêu cầu chỉnh slider, nó yêu cầu không chỉnh cái layout này, nó chỉnh cái layout khác, hoặc là nó yêu cầu chỉnh phông chữ gì đó. Được chưa? Rồi nó yêu cầu chèn âm thanh vô từ slide, không yêu cầu chèn vô slide 5, mà yêu cầu chèn slide 7 sẽ chia lên 9, slide 10 gì đó. Được chưa? Thay vì chèn slide này, nó yêu cầu chèn slide khác. Vậy thôi, cho nên cũng không có cái gì nhiều các bạn. Quan trọng là các bạn hiểu cái các câu hỏi đưa ra, các bạn làm theo các yêu cầu đó nhỏ nha. Rồi bây giờ tiếp tục, các bạn bữa hôm qua là các bạn tiếp tục bữa hôm học bữa trước là các bạn để thiết kế cái yêu cầu bài tập 1, bài tập 2 rồi. Bây giờ cũng tương tự ha, các bạn vào trong thư mục làm việc của mình. Các bạn vào trong thư mục làm việc của mình. Rồi các bạn lại tạo cho thầy cái tập tin PowerPoint ha. New Microsoft PowerPoint Presentation ha. Đặt mã số sinh viên này. Tên này và bài tập này là bài tập số 3 nha các bạn ha, PT3 nha. Rồi enter mở lên, mở cái file PowerPoint lên ha. Lít vô một cái giao diện bất kỳ nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái chủ đề nền ha, yêu cầu nè, design nè, các bạn chọn một chủ đề nền bất kỳ nha các bạn. Được chưa? Nhớ chọn những chủ đề nền nó sáng nha, tránh chọn chủ đề nền tối nha. Lưu ý cho tôi cái điểm này ha, chủ đề nền nào chọn chủ đề nền nào cũng được hết. Còn muốn nhiều hơn nữa thì có thể vào cái nút browser nè. Rồi mình sẽ chọn một cái chủ đề nền, nó cho mình rất là nhiều ha. Rồi, đây browser giờ theme là chủ đề nền nè. Màu sắc cái chủ đề nền mình có thể thay đổi lại chút nha. Rồi, nhớ chọn một chủ đề nền ha. Bây giờ thì chọn một chủ đề nền này đi. Ở chỗ này hình này đi. Đó nội dung được em. Rồi, yêu cầu câu số 1 là gì đây? Tạo một cái tập tin, chọn một cái chủ đề nền thích hợp là làm xong rồi. Được chưa? Yêu cầu số 2 là hiệu chỉnh cái slider. Được chưa?
hiệu chỉnh slider. Rồi, hiệu chỉnh slider cho hai cái layout lần lượt là gì đây? Rồi, bữa trước á, bạn nào không có học hoặc là quên hiệu chỉnh slider á, thì các bạn xem thử làm lại hiệu chỉnh slider nè. Rồi, các bạn hiệu chỉnh slider thì các bạn vào thể gì? Thể view ha. Thì trong cái thể view nó có cái chức năng đó là slider nè. Thì trong slider nó sẽ có rất là nhiều cái layout, cái bố cục. Nha. Và người ta yêu cầu mình cấu hình trên cái bố cục nào, cái layout nào thì đọc kỹ cái yêu cầu ha. Layout thứ nhất đó là title and content. Đó, thì mình rơi chuột lên cái layout này. Nó sẽ hiện tên đây nha các bạn nha, ở dưới cái con trỏ của mình đó. Nó sẽ hiện cái tên lên ha. Yeah. Còn bạn nào mày rơi chuột lên mà nó cũng không hiện tên á thì bạn bấm nút rename. Khi bạn bấm nút rename á thì cái tên nó sẽ xuất hiện ở cái khung này nè. Để mình biết cái tên của nó. Đó. Rồi đây, cái layout thứ nhất người ta yêu cầu đó là cái title and content. Với cái khung bên trên là khung tiêu đề, khung bên dưới là cái khung nội dung. Đó nha. Và khung tiêu đề là yêu cầu đề nó yêu cầu bao nhiêu đây? À, với cái khung tiêu đề là đề bài yêu cầu là phông chữ đó là Arial, cỡ chữ đó là 44 và khung nội dung là cũng là Arial luôn nhưng mà cỡ chữ nó là 32. Được chưa? À, lít vô cái tiêu đề nè và lít vô cái đường biên của khung nha, và thấy không, chọn lại mình sẽ gõ cái chữ Arial. Được chưa? Ừ. Rồi gõ thêm cái cỡ chữ đó là 44. À, tiếp tục click cho cái đường biên của khung content này, nội dung này. Gõ là phông chữ ha, gõ chữ AR, Arial 32. Đó ha. Rồi tiếp tục mình đi tìm cái layout thứ hai, đó là cái layout to content. Khung nội dung đó là Times New Roman, cỡ chữ là 46. Khung content là Times New Roman, cỡ chữ là 32. To content đây ha. Khung trên là khung tiêu đề. Times New Roman 46, hai cái khung dưới này là Times New Roman 32, đây cũng vậy, Times New Roman và 32 nha. À, làm xong thì ta qua thẻ slider nè, đóng cái giao diện lại nha. Làm xong cấu hình slider qua thẻ slider này, mình đóng cái giao diện lại là coi như là mình xong. Còn nếu nào kỹ hơn á thì bạn coi mình new cái tập tin nè, mình new cái layout title and content và mình new cái layout to content, thì mình coi khi mình new ra thì cái khung đó nó đã áp dụng cái phông chữ, cái kích cỡ chữ mình đã cấu hình chưa đó, và new ra và bạn thấy nó áp dụng rồi, có nghĩa là mình đã cấu hình slider thành công. Đó, thấy không các bạn, khi thầy new ra bạn thấy cái cấu hình phông chữ, kích cỡ chữ nó áp dụng trên hai cái layout này chưa? À, lúc đầu tiên là mình new ra nó là cái phông chữ gì đó. Sau khi mình cấu hình xong mình new lại nè, new lại cái slide nè, cái layout này thì nó sẽ xuất hiện cái phông chữ mình đã cấu hình. À, là mình đã gì? Làm đúng. Nữa nha. Rồi. Tạo header footer. Tạo header footer. Header footer nè. Và trình chiếu cấu hình header footer gồm số trang, ngày tháng năm, nội dung footer là gì đây? Nội dung footer là cấu hình nha, header footer nha các bạn nha. Số trang, ngày tháng năm, nội dung footer là nhập chữ tin học cơ bản, áp dụng cho tất cả các slide, không áp dụng cho slide title slide. Thì lúc này các bạn vào thấy insert nè. Hay à, chọn header footer. Đấy, các bạn vào thấy insert chọn header footer. Check vô đây, nó hiển thị ngày tháng năm. Bây giờ ngày tháng năm hiện tại của mình là ngày hôm nay. Thì nó hiện là ngày 17 tháng 7. Nhưng mà bạn fit lại, auto fit lại thì bạn muốn nó hiện ngày nào thì bạn sẽ gõ cái ngày đó vô, và cái ngày đây nó luôn chết nha. Có nghĩa là hôm nay ngày 17 tháng 7. Ngày mai thì nó vẫn là 17 tháng 7, 100 ngày sau nó vẫn là 17 tháng 7, 30 năm sau nó vẫn là 17 tháng 7 của năm 2021 nha. Còn bạn để auto là tự động hệ thống nó sẽ gì? Tự nhảy nha. Hôm nay ngày mấy thì để ngày mấy, ngày mai ngày 18 thì để ngày 8. Bây giờ cấu hình hiện giờ nó đang lên tiếng Anh nè. Là tháng trước ngày sau mình chỉ chuyển sang cái chế độ nó là cấu hình tiếng Việt. Thì nó sẽ là ngày tháng năm nha các bạn nha. Rồi đánh số trang.
footer gõ vô chữ tin học từ bạn. Rồi, không cho áp dụng cho slide title và không áp dụng cho slide tiêu đề nha các bạn nha. Các bạn để ý nè. Đấy, các slide mà cái mẫu layout á, cái mẫu layout nào mà bạn tạo á thì nó cũng có cái gì cái header footer dưới này hết. Nhưng mà khi bạn tạo cái title slide nè là nó sẽ không có cái header footer nha. Các bạn lưu ý thầy đặc điểm này ha. Không áp dụng cho cái title slide ha, chết vô là không áp dụng ha, mình không có cài đặt cho cái layout title slide. Đấy nha. Rồi. Đó là hai cái chức năng. Thứ nhất đó là tạo cái slide master nha, và cái thứ hai đó là các bạn insert tạo header footer. Rồi bây giờ thầy cho thời gian các bạn làm. Thầy nhắc lại nha. Trong lúc thầy dạy thì các bạn tập trung nghe thôi nha. Các bạn mà vừa nghe vừa làm các bạn làm không có kịp đâu. Sao mà các bạn làm kịp lại tôi được? Nghe rồi hiểu, hiểu xong rồi tôi giảng một hai câu, tôi cho thời gian làm thì bắt đầu làm nha. Trong lúc tôi giảng đừng có hỏi, đừng có nói cái gì hết nha. Lưu ý rồi đó là cấu hình hai cái yêu cầu ha. Sau đó mình sẽ nhập nội dung vô. Bây giờ tôi sẽ đi thiết kế cái rồi bây giờ tôi sẽ đi thiết kế cái slide của cái bài tập số 3 này ha. Hai slide 1, slide 2 đó là nhập nội dung môn học, chuyên học cơ bản ha. Môn học cơ bản. Cho này xuống nha. Học văn phục phối kiến thức đại cương nha. Rồi mình có thể chỉnh là cái phông chữ nè. Màu sắc nha. Chính là phông chữ màu sắc nha. Rồi, đó, rồi tiếp tục các slide còn lại. Rồi, slide số 2 là mình mô tả thêm cái phần ôn học nè. Mô tả môn học tin học cơ bản nha. Môn học bao gồm 6 mô đun. Mô đun 1, khái niệm và công nghệ tin cơ bản. Rồi mô đun 2 là sử dụng máy tính cơ bản ha. Mô đun 3 là soạn thảo văn bản. Mô đun 4 là xử lý bản tính.
Module 5 đó là trình chiếu cơ bản. Cuối cùng đó là module 6 là Internet. Đây là 6 module trong cái môn học của mình. Bấm vào đây để vào trang e-learning nha. Giống mũi tên nha, insert shape nha. Shape mình kèm đi giống mũi tên nha. Rồi đứng đó mình cắt ha. Dạ. Rồi. Mình tiếp tục. Các bạn yêu cầu các bạn chỉ gõ cái các mô đun mà các bạn chỉ gõ cái tiêu đề và các bạn chỉ gõ cái đưa cái hình cho thôi nha. Các bạn không cần gõ nội dung thôi. Nhưng mà khi các bạn đi thi cuối giữa kỳ á, thì các bạn phải gõ đầy đủ nội dung vô nha các bạn nha. Ở đây thầy tạm thời thầy bỏ qua các nội dung ở những slide này nha. Để mình gõ nội dung cho nó nhanh các bạn nha. Rồi mình sẽ tạo tiếp là các mẫu layout to content ha. Là module số 1 khái niệm công nghệ thông tin cơ bản ha. Hai. Sử dụng máy tính cơ bản nha. Tung ba. Soạn thảo văn bản. Bốn. Bản tính. Module 5. Chữ cơ bản và một số internet cơ bản nha. Rồi, cái cuối cùng, slide cuối cùng là cảm ơn ha. Tạo một cái slide trống đây. Mình sẽ insert word art vào nha. Insert một cái chữ nghệ thuật vào. Insert word art vào. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Dạ. Mình sẽ đưa cái hình này vào các bạn nha. Bạn đề tài của các bạn thì bạn sẽ tìm kiếm cái hình liên quan nha các bạn nha. Nhớ bấm làm bài, nhớ bấm nút lưu bài thường xuyên nha. Nhớ là khi mà các bạn lấy hình online á, khi các bạn lấy hình online nó hay bị đứng máy á, mà trước khi mình lấy hình mình bấm nút lưu cho nó chắc kèo trước đi nha các bạn nha. Được chưa? Bấm lưu thì chắc kèo trước đi, rồi mình lấy máy nó có đứng máy thì mình vẫn còn làm việc được. Được ha. Ở trên online thì bạn sẽ search online thì bạn search tiếng Anh thì nó sẽ tìm nhanh hơn tiếng Việt nha. Tiếng Việt cũng được chứ không phải không được.
rồi xử lý ha, đưa cái thông tin vào ha, cho mình lấy, mình lấy hình bất kỳ cũng được nha. Ok. Rồi các bạn thiết kế thầy 6 cái này đi nha. Nội dung ha, sau đó thầy sẽ chuyển hướng dẫn các câu còn lại. Hình bạn lấy hình nào cũng được, nhưng mà đi thi thì bạn phải đưa cái hình nó giống như đề tài của mình vào nha. Bây giờ các bạn học thì bạn lấy hình nào cũng được nha, hình ảnh nó chỉ mang tính chất là minh họa cho nó, cho cái slide của mình nó đỡ cái trống trải, hiểu không? Còn khi đi thi mình sẽ lấy cái những cái hình nó liên quan đến đề tài của mình nha các bạn nha. Lưu ý. Rồi bạn nào thiết kế xong 9 slide này chụp hình qua cho thầy nào. Đợi cái ở chức năng view ha. Slide sorter nha các bạn nha. Được chưa? Sau đó bạn zoom nhỏ cái tỷ lệ này lại nè, cái này có 100% là tỷ lệ zoom lại nè. Rồi bạn chụp hình nó qua ha, rồi mình mới thấy nó cùng lúc 9 slide nha. Rồi mình quay thấy normal và thiết kế lại nha các bạn. Rồi, đây chuẩn bị bắt đầu học tiếp nè. Rồi, các bạn tập trung ha. Rồi, yêu cầu này thôi, không có làm nữa. Nhìn hướng dẫn các câu còn lại nè. Nhìn, nghe hướng dẫn nè. Trên slide số 2 nha, trên slide số 2, tạo liên kết cho các dòng module 2, 3, 4, 5, 6. Nghĩa là trên slide số 2 đây, sẽ có các dòng module này. Được chưa? Rồi, mình sẽ có các dòng module như thế này. Rồi, mình lần lượt mình sẽ liên kết các dòng module này nè đến các slide 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong bài trình chiếu nha. Thì bây giờ liên kết nội bộ giữa các slide thì các bạn quét khối cái nội dung đó, quét khối cái nội dung cần tạo liên kết nè. Các bạn vô thể insert và chọn link, các bạn sẽ insert chọn link. Mình không liên kết đến website, cũng không liên kết đến tập tin file, mình liên kết nội bộ bên trong giữa các slide, chọn dưới này. Rồi các bạn chọn thầy cái module số 1, bây giờ cái slide chứa module số 1 là nội dung nè. Rồi tương tự module số 2 cũng vậy. Rồi insert link ha. Chọn như này, chọn module số 2 ha. Còn không, nếu bạn không vẽ cái khối insert thì các bạn cứ chuột phải cho nó cũng được. Chọn link ha. Rồi. Rồi module số 4. Rồi module số 5 ha. Và cuối cùng đó là mô đun số 6. Rồi riêng cái chữ trang e-learning này các bạn. Rồi riêng cái chữ trang e-learning nào mình sẽ kết nối đến cái trang e-learning trực tuyến của mình nha. Mình sẽ copy sẵn cái đường link này đi. Copy sẵn cái đường link này đi ha. Copy. Mình là tạo liên kết đến website này các bạn. Thì lúc này mình sẽ quét khối cái chữ trang e-learning nè. Mình cũng vào link liên kết luôn nha. Nhưng mà mình liên kết website thì mình chọn chức năng đầu tiên nè, link to nè, chọn chức năng đầu tiên, existing file web page address, gõ cái địa chỉ vào này.
dán cái địa chỉ copy bỏ vào cho mình. Ok. Đó nha. Rồi thầy nhắc lại nha. Cái liên kết đến slide thì đơn giản rồi, liên kết đến website thì các bạn quét phối cái chữ còn liên kết đến website nè. Cũng chọn link nha. Nhưng lúc này mình chọn chức năng ở trên đây nha các bạn nha. Rồi mình chọn address thì mình gọi copy địa chỉ website còn liên kết vào. Rồi bấm ok. Được chưa? Đó, khi bạn rơi chuột lên những cái chữ liên kết nó sẽ hiện cái tên. Và bấm trình chiếu lên thì liên kết này mới chạy nha. Và bấm F5 trình chiếu lên. Giờ Shift F5 là chiếu tại cái slide mà đang đứng. Giờ bấm Shift F5 là chiếu tại slide đang đứng, có nghĩa mà đang đứng ở slide số 2 thì chiếu slide số 2. Còn nếu bấm F5 là mà đang đứng ở slide số 2 nó vẫn chiếu tại slide số 1 nha. Bấm F5 bình thường là chiếu bắt đầu từ slide 1. Còn Shift F5 bắt đầu tại slide mà đang chọn đang đứng nha. Rồi câu số 6. Rồi, áp dụng hiệu ứng chuyển slide khác nhau có âm thanh đi kèm ở slide cuối cho bài trình chiếu. Áp dụng hiệu ứng chuyển slide khác nhau. Bạn nhớ hiệu ứng chuyển slide khác nhau là transition đó. Đây, transition ha. Rồi bạn chọn hiệu ứng. Đó, bạn nhận hiệu ứng chuyển slide bất kỳ nha các bạn nha. Đó, nhớ hiệu ứng chuyển trang chuyển slide vô là vô thể transition nha. Mỗi cái hiệu ứng bạn cho nó một cái hiệu ứng tên khác nhau nha các bạn nha. Còn ví dụ đi thi bạn không có kịp thời gian á, thì bạn chọn một cái hiệu ứng rồi sau đó bạn bấm apply to all. Chọn một cái hiệu ứng bất kỳ bấm apply to all thì tất cả cái hiệu ứng tất cả slide nó đều chứa hiệu ứng này hết. Người ta nói có hiệu ứng được rồi chứ người ta không có nói là hiệu ứng nó phải khác nhau. Còn đi học thì mình phải chọn những cái hiệu ứng khác nhau. Sau đó mình chạy thử thì bấm cái không cần bấm trình chiếu nữa đâu. Rồi cái khung này nó có cái mục đó là preview nè. Preview nha. Bởi review là mình xem lại, xem trước khi mình trình chiếu ha. Mỗi cái hiệu ứng mà cho nó khác nhau. Nhưng mà riêng cái slide kiểu cuối nè, khi nó chạy hiệu ứng này xong nha, và nó còn đi kèm thêm một cái âm thanh nữa, âm thanh cho cái hiệu ứng này. Thì các bạn chú ý thầy cái chỗ này nha. Sử dụng âm thanh khi trình chiếu ở slide cuối nha. Thì bạn qua cái mục show nè, trong cái thẻ transition nha, nó có chức năng đó là show nè, là âm thanh cho cái hiệu ứng trình chiếu này nha. Show nè, kèm theo tiếng vỗ tay nha. Bây giờ thầy xin cái màn hình lại cho các bạn coi nè, để coi thử nghe cái tiếng đó nè. Đấy, ở slide cuối thầy đã cấu hình cái âm thanh là show nè. Đấy nha, âm thanh là âm thanh này xuất hiện khi các bạn trình chiếu nha, chứ phải âm thanh này mình dàn từ máy tính dàn vô nha. Dàn máy tính mình dàn vô nó là âm thanh gì của chức năng media và audio nha. Và âm thanh là âm thanh của cái hiệu ứng nha các bạn nha. Đây, chọn này ha, chạy thử nè. Đó, mình thấy nó nghe tiếng không ạ? Bơm yêu cầu tiếng gì thì chọn tiếng đó. Còn nó không yêu cầu đúng, nó chỉ yêu cầu tiếng thôi, mình không có nói tiếng gì thì chọn tiếng gì cũng được nha. Rồi, đó chính là cái tạo liên kết và tạo hiệu ứng chuyển slide. Rồi, kế tiếp. Bài tập yêu cầu kế tiếp là gì đây? Rồi, câu số 7 nè, tập trung nha. Câu số 7 nó yêu cầu lại về đây, tạo hiệu ứng chuyển động cho tất cả các đối tượng. Đó ra. Đấy. Rồi bây giờ mình tạo hiệu ứng chuyển động cho tất cả đối tượng đi. Là hiệu ứng animation đó các bạn. Ra chọn cho đối tượng và thẻ animation này, chọn hiệu ứng bất kỳ nha. Rồi lấy cho cái đường khung này nè, mình lấy cho cái đường biên của nó nè, nó chữ nhiều quá mà lấy cho đường biên là mình chọn một cái là nó hiện hết luôn nha các bạn nha. Nhớ tiêu đề chạy trước rồi chữ cái khung dữ liệu chạy sau ha. Rồi. Nhớ là tiêu đề là chạy trước nè, hình ảnh chạy sau nè. Nhớ lấy cho tiêu đề ha, chọn hiệu ứng nè, đồng chữ nha, là tiêu đề nè, hình ảnh nè. Đây nó có nhiều nữa nha. Rồi bạn
bạn muốn add thêm cái bạn muốn add thêm cái hiệu ứng á, một cái đối tượng của mình nha, không nhất thiết nó là một hiệu ứng như các bạn, nó có rất là nhiều hiệu ứng. Do ví dụ hiệu ứng này nó đưa chạy lên nè, à, effect option bạn có thể đổi cái hướng nó, hướng nó từ từ dưới hướng lên nè, các bạn thấy nó chạy nè, nó trong bộ môn tin học nó chạy từ hướng lên nè. Còn ngoài ra bạn muốn nó chạy từ trên xuống dưới nè, bạn đổi lại effect option là đổi cái chiều hướng của nó, nó rớt từ trên xuống dưới. Rồi mình có thể là mình add thêm một cái hiệu ứng khác nữa. Và bên cạnh cái chức năng đó, nó có chức năng đó là add animation nè. Có nghĩa là cái đối tượng này nó hiện giờ nó đã có một hiệu ứng màu xanh lá rồi, với cái kiểu tên là blocking. Bây giờ tôi add nó thêm một cái đó, hiệu ứng cái kiểu đó là spin đó đi. Bây giờ thì cái riêng cái chữ tin học cơ bản là nó sẽ có hai cái hiệu ứng nha các bạn nha. Đó. Nó quay ra ngoài, cái hiệu ứng rớt xuống và hiệu ứng quay nữa nha. Nó rớt xuống nè, hai cái này chạy lên rồi, bây giờ lại quay tiếp. Đó, nhớ nha, một đối tượng có thể là hình ảnh, có thể là chữ, có thể là shape, có thể là picture. Và nói chung cái gì mà nó xuất hiện trên slide PowerPoint này nè, dù là đối tượng hết, thì nó có thể là có rất là nhiều hiệu ứng nha. Hiệu ứng là do người dùng tự add cho thôi, người ta muốn bao nhiêu thì nó xuất hiện bấy nhiêu, chứ nó không giới hạn các bạn ha, nó không giới hạn một hay hai, tùy theo người dùng, người ta muốn nhiều thì nó nhiều, người ta muốn ít thì nó ít nha. Đó nha. Rồi, nhưng mà nó có một cái câu đặc điểm như thế này nè các bạn. Nó có một câu nữa nè. Người ta yêu cầu rằng mình tùy biến cái hiệu ứng sao mà slide chẵn á, khi mình lít chuột á, nó xuất hiện cùng lúc mà slide lẻ lẻ á, thì nó sẽ xuất hiện lần lượt. À, khi các bạn làm trình chiếu nè, cái này tập trung nè. Tập trung nè các bạn. Khi các bạn làm trình chiếu á, bạn thấy nó đánh số 1 2 3 4. 1 2 3 4 này là thứ tự xuất hiện của cái hiệu ứng. Được chưa? Bây giờ mình muốn nó chạy cùng lúc, có nghĩa bấm một cái hai đứa nó chạy cùng lúc, bấm một cái hai đứa nó cùng mất luôn, hay là hai đứa nó không có xuất hiện, thì các bạn cũng có thể animation nha, chọn animation pane nè. Đây là thứ tự xuất hiện của nó trong một slide. Được chưa? Và cái thứ tự này nó xuất hiện khi nào? Khi mình on lit. Được chưa? À, khi cái đối tượng này xuất hiện khi nào? À, khi tôi on lit là nó xuất hiện. Nhưng đề bài không muốn, đợi bạn muốn là khi tôi lít chuột á, được chưa, à, mỗi lần tôi lít chuột nó xuất hiện có một cái đối tượng thôi nè, một hai ba bốn nè, cứ lít chuột lần đầu tiên là chạy cái thứ nhất. À, và trình chiếu lên nha, enter lít chuột nè, tương tác nè, đó, một cái nó chạy trên học cơ bản, bấm cái nữa chạy chữ khoa học cơ bản, bấm cái nữa thuộc khối nốt đặc cương, và bấm cái nữa chạy tiết hiệu ứng. À, vậy bây giờ có cách nào mà tôi bấm một cái là xuất hiện cùng một lúc hết luôn không? Thì lúc này mình sẽ thay đổi cái cách mà nó xuất hiện hiệu ứng, đó là mình không có on lit nữa nha. À, giờ ngồi cái chức năng on lit nó còn hai cái chức năng bên dưới nè. À, style là bắt đầu chạy hiệu ứng khi nào, khi tới lit chuột. Bây giờ tôi không muốn nó lit chuột nó chạy nữa, mà tôi muốn nó là vậy chạy cùng lúc, thì nó sẽ có cho mình thêm hai cái option nữa, đó là with reverse và after reverse. Được chưa? À, bây giờ tôi sẽ muốn cái hiệu ứng thứ hai với thứ nhất nó chạy cùng song song với nhau, thì ở cái hiệu ứng thứ hai như các bạn nha, bạn muốn hiệu ứng thứ nhất là số 1 nè và số 2 nó chạy song song với nhau, thì trên hiệu ứng số 2 nè bạn chọn thay cái chức năng đó là with reverse, nó chạy song song với một cái hành trình, một cái đối tượng trước đó. Được chưa? Rồi thứ ba cũng vậy, cũng chọn with reverse luôn, và thứ tư nó cũng chọn with reverse luôn. Đó. À, lúc này các đối tượng này nó thống nhất về một một cái rồi, thì bây giờ mình lít chuột một cái là nó chạy cùng lúc, thử nha, chuột này enter, lít chuột này, bấm một cái là ra luôn và nó chạy hiệu ứng không nha. Rồi để làm lại lần nữa cho các bạn xem nè. À, nếu bạn đỡ on lít như thế này nha, ở bạn on lít như thế này, bạn lít chuột từng cái thì nó mới xuất hiện. Người ta muốn nó là gì, lít chuột mà cùng lúc hai cái đối tượng này xuất hiện cùng lúc, thì ở cái hiệu ứng số 2 nè mình sẽ chọn with reverse. Được chưa? Khi mình trình chiếu với một cái hai đối tượng cùng xuất hiện cùng lúc. Được chưa? Rồi nâng cao hơn nữa thì hai cái đối tượng này bấm một cái nữa thì nó xuất hiện nó lần lượt mất đi, thì hai cái đối tượng này bạn add thêm một cái hiệu ứng nữa, hiệu ứng mất đi là hiệu ứng màu đỏ nha, hiệu ứng mất đi là hiệu ứng màu đỏ nha. Và bạn cũng cho cái hiệu ứng, được chưa, hiệu ứng thứ nhất mất đi thì bạn on lit, nhưng mà hiệu ứng thứ hai bạn cũng cho nó reverse nha. Thì cái chức năng này có nghĩa là gì, lần đầu tiên lít một cái thì hai đứa cùng xuất hiện, nhưng lít chuột lần thứ hai nữa là hai đứa cùng biến mất. Bây giờ hiệu ứng biến mất là các bạn add nó thêm một cái hiệu ứng màu đỏ này,
Vậy có phải là một cái trang của thầy hiện giờ nó sẽ có hai hiệu ứng cho mỗi đối tượng, mô đun một hai hiệu ứng, hình ảnh hai hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất là cái cụm màu xanh lá này là xúc bấm cái xuất hiện, mà hiệu ứng thứ hai bấm cái mất đi. Đó, chạy thử rồi bấm cái xuất hiện cùng lúc, bấm cái mất đi nha, để nha, rồi làm lại lại, bấm cái cùng lúc nè, bấm cái nó mất đi nè, rồi thì làm lại cái tính năng xuất hiện cùng lúc. À, đầu tiên các bạn gõ nội dung vô, sau đó các bạn cho lần lượt các đối tượng hiệu ứng bất kỳ nha. À, nhưng mà khi bạn cho hiệu ứng bất kỳ thì cái đối tượng nó sẽ đánh mặc định là on lít, on lít nghĩa là lít chuột, là hiệu ứng nó chạy. Và bây giờ người ta yêu cầu khó hơn chút, tức là lít chuột một cái thì hai cái thằng này nó xuất hiện cùng lúc chứ không phải nó chạy lần lượt. Xuất hiện là cùng lúc thì trên cái on lít ở hiệu ứng số 2 nè, bạn cho nó là quick quick reverse. Được chưa? Thì lúc này cái số nó thứ tự đánh là hai điều hai đứa là số 1 hết. À, hai đứa là số 1 là nó chạy cùng lúc với các bạn. Nhưng mà nâng cao thêm một chút nữa, bây giờ lít một lần thì hai đứa này xuất hiện và lít lần nữa thì hai đứa này mất đi, thì bạn sẽ chọn hai cái đối tượng này ha, cùng lúc hai đối tượng này mình add thêm một cái hiệu ứng màu đỏ nữa. Và hiệu ứng màu đỏ này cũng vậy, hiệu ứng màu đỏ thứ nhất thì bạn đỡ on lít, nhưng hiệu ứng màu đỏ thứ hai bạn đỡ là with reverse nha. Thì cái này có nghĩa là bấm một cái câu hỏi xuất hiện, trả lời xong câu hỏi bấm lần nữa là câu hỏi mất đi. Đấy nha. Còn chạy lần lượt thì sao? Còn chạy lần lượt thì các bạn vậy chọn nó là after thôi. Thay vì mình chọn with reverse thì ở hiệu ứng thứ hai mình chọn after thôi. Đó, thì nó chạy lần lượt các bạn. Đó, dù ở cái module ở cái slide số 2 nè. Bạn cho cái hiệu ứng này nha. Đó, hiệu ứng luôn số 2 nè, cho nó là after reverse. Mấy cái này cũng vậy, chọn một lần luôn, chọn after reverse hết luôn nha. Giờ chỉ có thằng đầu tiên là unlist thôi, một cái đáp phía sau là after reverse nè. Rồi. Enter một cái nè. Đó. Chạy nè, tự động là mấy cái sau tự động nó chạy nha các bạn nha. Nó chạy lần lượt ha. Rồi. Hình dung được chỗ này chưa ạ? Rồi, kế tiếp. Đó là mình chèn một cái âm thanh vào. Được chưa? Câu số 8 là mình chèn âm thanh vào được cung cấp sẵn ở bài tập số 3. Thì các bạn muốn chèn âm thanh thì các bạn quay lại cái trang e-learning của mình nè. Nó sẽ có một cái file dữ liệu. Quay lại trang e-learning ở cái buổi 4 đó các bạn. Nó có cái dữ liệu về PowerPoint đó, các bạn download xuống. Đó, ở cái buổi số 4 nè. Nó có cái dữ liệu PowerPoint nè, các bạn download xuống. Đó, trong đây nó sẽ có gì? Nó sẽ có một số file nè, bài tập 3, bài tập 4, bài tập 5 nè. À, mình chọn cho bài tập nào. Nó sẽ cho mình download ha. Bấm chuột phải vô nó ha, bài tập số 3, bài tập số 3 nè, bấm chuột phải vô nó. Tải xuống. Ở bài tập số 4 nè, bấm chuột phải vô nó. Tải xuống. Bài tập số 5 bấm chuột phải nó, tải xuống. Mình sẽ có cắt cái này đưa vào trong cái thư mục làm việc của mình ha. Đã nhấn đây. Bài tập số 4 nè. Trước khi đã nhấn đây. Bài tập số 3 nó sẽ có cái file âm thanh cho mình nha các bạn nha. Bài tập số 4 nó sẽ có dữ liệu ha. Nhớ download cái file này về ha. Được chưa? Bỏ xong cái mình sẽ liên kết nè. Người ta yêu cầu chèn cái hình, chèn cái gì đây? Chèn cái âm thanh nha. Âm thanh được chưa? Ở trong bài tập số 3 và slide số 2. Rồi đó, ở trong bài tập số 3 nó có cái âm thanh này các bạn. Bây giờ mình chèn vô slide số 2 dễ ẹt à, câu này dễ ẹt à. Này nó đưa âm thanh vô thôi, insert nè. Media ha. Video là mình chèn cái file video, audio là mình chèn cái file âm thanh vô slide nè. Audio mình sẽ chọn đó là audio MP3. Rồi chọn đến thư mục làm việc của mình. Rồi bài tập số 3 nó có cái file âm thanh này. Cái file có cái loa này, âm thanh này. Chạy thử nè. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Mơ là Mr. Đàm hát. Lắng nghe chiều xuống thành phố.
Rồi, làm lại, chèn lại ha, insert nè, media nè, audio nè, chèn cái âm thanh vô thôi. Dạ, đã nha. Nhờ bạn nào cứ chèn âm thanh nó bị lỗi thì nhớ gắn cái tai phone vô nha. Nhớ gắn tai phone vô máy tính của mình mà chèn được nha. Rồi, câu cuối cùng. Đó là mình xuất cái định dạng này sang PDF hoặc XPS, được chưa? Đó, với cái tên, mã số sinh viên, họ tên và định dạng 3 slide trên một trang A4 nha. Và định dạng ha, bây giờ cái này quan trọng nè. Đây các bạn quên nè. Xuất cái bài trình chiếu này mà làm xong rồi bấm nút lưu bài nha, có chừng mất bài bấm nút lưu bài. Rồi mình muốn xuất cái định dạng với bao nhiêu slide trên một trang đó thì các bạn vào thẻ insert nè. Được chưa? Đó, rồi CS nè. Bạn vào thẻ insert ra CS. Bây giờ mình chọn nút browser để mình lưu. Chọn đường dẫn lưu ha. Mình lưu trong cái thư mục làm việc của mình. À, nhưng lúc này ha. Mình lưu xong rồi mình sẽ lưu với cái định dạng đó là PDF nha. Nhắc lại mình sẽ lưu với cái định dạng cái đuôi á. Size hai mình chọn cái đuôi nó là PDF. Được chưa? Rồi. Mình sẽ chọn option chỗ này, nó có nút option này. Mặc định nếu mình không có nói gì ra thì mặc định nó sẽ xuất một slide cho một trang A4 như các bạn nha. Nếu bấm nút lưu bạn xuất bộ bản ra á, thì cái file PDF của mình á, bạn nhìn cái file PDF này. Nếu mình xuất bản ra nó sẽ là một slide trên một trang A4. Rồi giờ mỗi slide nó sẽ hiện thị trên một trang A4. Nhưng mà lúc nào không phải, để bài yêu cầu các bạn là nó yêu cầu nó xuất hiện 3 slide. Nó sẽ gồm 1, 2, 3, 3 slide là nằm trong một cái trang A4 để bạn dễ nhìn. Nên lúc này mình cũng phải lưu lại ha, cũng xuất dạng lưu dạng như cái đuôi PDF. Set chọn đuôi lại ha, nhưng lúc này option nè. Được chưa? Publish option, publish what các bạn chọn đó là handles. Được chưa? À dạ, handles. Các bạn chọn là paper style. Được chưa? Slide paper này. Mình chọn nó là 3 slide nha. Ở đây nó sẽ có những cái mẫu là 1, 2, 3, 4, 6, 9. Thì nó sẽ yêu cầu. Đề này thì yêu cầu 2, đề kia yêu cầu 4, đề kia yêu cầu 6, đề kia yêu cầu 3. Nhớ, nhớ nhớ là bạn vô cái gì? File option. CS. Chọn nút lưu. Chọn là cái đuôi nó là PDF và chọn option cho nó ha. Publish what chọn handle. Để mình chọn nó là 3 slide cho một trang A4. Ok, lưu lại. À, sau khi mình làm xong cái thao tác này là mình sẽ mở cái file PDF lên nè, kiểm tra nè, bạn sẽ thấy nó xuất hiện nè, một hai ba nè, đấy bạn thấy slide một nè, slide hai, slide ba nè xuất hiện ở cái trang A4, một trang A4 nè, slide bốn năm sáu nè xuất hiện ở một trang thứ hai nè, 7 8 9 nè xuất hiện ở trang slide số 3 nè, hết rồi. Dạ yeah. Rồi làm xong lưu cái bài tập số 3 này lại, hình dung cho các bạn. Hello lớp ơi. Dạ, nghe thầy. Được chưa ạ? Dạ được thầy. Rồi làm đi các bạn. Rồi các bạn làm hai bài số 3 đi nha. Bài số 3 cũng gần hết ý rồi đó. Rồi bài số 3 các bạn làm xong các bạn đóng lại nha. Bây giờ thầy chỉ các bài số 4 nè. Rồi bây giờ chỉ bài số 4 nè, các bạn đứng trong thư mục làm việc của mình nha. Rồi. À, tập trung nè, ai đang bật mic thì tắt mic giùm tôi cho đi. À, mình lấy chuột phải new nè. Các bạn chọn cái tập tin ha, đặt tên nó là cũng mã số sinh viên của mình. Dạ. Yeah. Rồi bài tập máy. Em ha, thật nha, bài tập 4. Được chưa? Enter. Rồi. Sau đó các bạn new ra. New slide đây ha. Rồi chọn chủ đề nền. Ờ, có chủ đề nền nào, có chủ đề nào đẹp 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 chứ không? Nó chọn cho lên tông sáng sáng xíu nha, tối quá là không được đâu nha, nó có hình con mèo nữa nè.
Việc này các bạn làm nhanh thôi. Rồi sau đó bây giờ các bạn sẽ cái bài tập số 4 á, nó có cái yêu cầu này các bạn tập trung hai câu này, làm hai câu này nè, làm nhanh hai câu này nha. Bài tập số 4 á, các bạn trong cái thư mục mà khi các bạn giải nén ra trên trang e-learning nè, ở buổi số 4 này các bạn download cái file dữ liệu thô này về chưa ạ? Lớp ơi, lớp download dữ liệu thô này về chưa? Dạ rồi thầy. Rồi đúng không? Thì trong khi các bạn download, các bạn giải nén ra, nó sẽ có bài tập 3, bài tập 4, bài tập 5. Thì trong cái bài tập 4 nó có cái dữ liệu này nè. Nha, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn đổ cái dữ liệu này vào trong PowerPoint. Được chưa? Bằng cách là thông qua cái tính năng Slide from Outline. Đấy, thầy hướng dẫn các bạn đổ cái dữ liệu này vào trong PowerPoint nè. Cách đổ dữ liệu các bạn sẽ làm như sau ạ. Các bạn mở file PowerPoint này lên ha. Sau đó các bạn vào cái chức năng đó là Home nè, New Slide nè. Bên dưới nó có chức năng, ở trên dưới chức năng Slide nó có chức năng đó là Slide from Outline nè. Đó nha, mình chọn chức năng là New Home New Slide nè. Slide from Outline các bạn thấy chưa? Chọn nó. Rồi sau đó các bạn làm gì nữa? Bạn đi đến cái bài tập của mình nè, bài tập 4 đó, nó có cái dữ liệu thô á. Chọn nó, Insert. Đưa nó vào. Lúc này nó đổ hàng loạt cái dữ liệu vào trong này. Nha, nhanh không các bạn? Nhanh gọn lẹ. Rồi thầy chọn chủ đề nền. Dạ thầy ơi. Chọn chủ đề nền cho nó. Sao nói đi em. Tức là mình làm cái dữ liệu thôi trên Word xong rồi tới thì mình chỉ cần bấm gì thôi rồi vô mình chỉnh nó thôi thầy. Đúng chính xác. Còn cách mà mình đưa nó vào, đưa nó cấu hình làm sao mà đưa cho vào PowerPoint, nó là một cái nghệ thuật đó nha, chứ không phải là mình bỏ những file Word là mình đổ cho được nha. Thầy nhắc lại, các file Word trong bài tập 4 á, là thầy đã cấu hình sẵn rồi, nên các bạn đổ vào nó sẽ trơn tru, nó không có bị lỗi gì hết. Được chưa? Còn mà khi các bạn làm ở nhà, bạn làm copy trên mạng về, bạn copy á, thì bạn muốn đổ nó giống như thầy á, thì bạn phải cấu hình thì nó mới đổ được. Còn không cấu hình là nó chạy tùm lum dữ liệu hết. Rồi một tí nữa tôi chỉ bạn cấu hình ha. Còn nếu mà giả sử thầy ơi em không biết đổ thì sao? Không biết đổ thì mình sẽ copy từng dòng dữ liệu mình dán vô đây. Bây giờ thay vì người ta đổ, người ta mất dữ liệu, người ta gõ vô thì người ta chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi. Còn nếu mà bạn không biết đổ thì bạn phải mất hết 15 phút để bạn nhập dữ liệu. Vậy thôi, nó cũng cũng xong bài thôi, nhưng mà thằng kia nó xong xong trước, mình xong lâu hơn chút. Rồi bây giờ mày nói lại cách đưa dữ liệu vào nè các bạn. Chọn cái mẫu ha. Bộ môn chọn cái mẫu rồi. Bây giờ đổ dữ liệu vào, các bạn đổ như sau nè. Sau khi các bạn chọn chủ đề nền xong rồi ha, các bạn vào thể Home, ở chức năng đó là New Slide nè, chọn Slide from Outline. Chọn đến bài tập số 4. Trong bài tập số 4 nó có cái dữ liệu thô nè, Insert nó vào. Nhớ tắt cái dữ liệu thô nha. Mình đưa dữ liệu vào PowerPoint, mình tắt cái dữ liệu thô đi. Đóng cái file Word lại rồi mới đổ vô được nha. Bạn mở file Word bạn đổ không được đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trên đường dẫn của mình nó phải không gõ dấu tiếng Việt nha. Trên đường dẫn mà chứa cái dữ liệu mà mình đưa vào trong PowerPoint đó, bắt buộc không gõ dấu tiếng Việt nha. Bạn nào gõ dấu tiếng Việt thì sẽ bị lỗi. Tôi nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh chỗ này nha. Trên cái đường dẫn chứa cái file dữ liệu Word là trên đường dẫn nè, trong ổ đi D nè, thấy tên của thầy âm trong thư mục thầy không gõ dấu nè. Trong bài tập 4 thầy cũng không gõ dấu nè. Ngay cả các file dữ liệu thầy cũng không gõ dấu. Thì đổ dữ liệu nó mới thành công nha.
ai mà đặt dữ liệu mà có dấu tiếng Việt nó đổ không được thì đừng có hỏi thầy nha, thầy nói rồi, rename lại, gõ không dấu tiếng Việt. Còn nếu mà gõ không dấu tiếng Việt mà nó bị lỗi nữa đó, thì mình mở cái file dữ liệu này lên, được chưa? Rồi mình sẽ lưu nó dưới cái đuôi đó là Great Text Format, lưu với một cái đuôi khác, Share Browser. Mình sẽ lưu với cái đuôi này, RTF, Great Text Format, được chưa? Great Text Format, được chưa? Đó, Great Text Format ha. Rồi mình lưu lại, nhớ nha. Mình zoom được chỗ này chưa? Rồi đổi dữ liệu vào đi các bạn. Nhớ ha, lưu cái đuôi Read Format. Vậy thì trong cái thư mục bài tập 4 của mình nó sẽ có hai cái đuôi. Đấy chưa? Mình không có liên kết được file docx thì mình sẽ liên kết đến cái file này. Đó, file này cũng được nha. Đó, coi là làm ha. Slide from outline, Read Text Format cái đuôi nữa. Nếu mà làm có đuôi thì sau nó có lỗi thay là Read Text Format ha. Ok, chọn. Rồi, đúng vậy thôi, không khác gì hết. Nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm xong, mình sẽ gì? Đọc cái yêu cầu đề và mình làm theo thôi. Chỉnh cái layout, chỉnh cái slimeter, đi vào thủy view, slimeter. Yeah, đi tìm cái layout người ta yêu cầu. Hai đầu slide Arion 60-40 ha. Đây, hai đầu slide ha, Arion đây. Rồi tương tự như cái layout lại, còn lại nó đóng cái slimeter lại. Rồi đổ được dữ liệu cho các bạn. Ủa thầy ơi, trang đầu có cần nhập gì không thầy? À, cái trang đầu á, thường thường á nha, cái trang đầu tiên á là sẽ báo cáo về đề tài của mình, được chưa? Ví dụ như là đề tài nè, đề tài của mình, cái trang đầu tiên thì đáng lý cái trang đầu tiên hiện giờ mình không nhập, nhưng mà khi bạn làm bài thi á, bạn già du lịch Nha Trang, khi bạn làm bài thi cái trang đầu tiên sẽ là trang trước cái tên đề tài của mình, mà sẽ đây là họ tên, đại số sinh viên, lớp, khoa, thiết kế đại học Văn Lang. Rồi cái slide thì bỏ đi ha. Rồi chèn cái logo và insert picture ha, chèn cái logo vào picture. Ở bài tập số 4 này nó có cái logo hình sẵn luôn nha các bạn nha. Mình đây ô học bộ bản ha, các bộ môn ha. Rồi các bộ môn là người ta yêu cầu chèn một cái shape vô các bạn. Insert shape nha. Đó, bài thi của mình nó có đầy đủ thêm shape, picture, chẹt rồi nó thì nó phong phú bài thi của mình nha. Insert shape là cái vòng tròn Olympic, cái vòng tròn 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 nè. Là cái này là step nha các bạn nha, nhưng chọn chọn là step. Rồi khi mình thêm step thì giờ nó có bốn cái vòng tròn thôi, change thay đổi màu sắc nó ha, nó có bốn vòng tròn và một vòng tròn trung tâm ha.
Bây giờ mình muốn thêm nó nữa thì mình vào thể Smart Ad Design nè, Accept vào. Nha, gõ nội dung vô cái khung Shape này. Tin học đại cương, kinh tế cơ bản, lý luận chính trị ha. Tin học đại cương. Kinh tế cơ bản, lý luận chính trị nha. Lý hóa giáo dục thể chất khoa học tự nhiên. Lý hóa thể chất nha. À, cái này nó không có đúng không? Xóa đi. Khoa học cơ bản đúng không? NSCB. Ừ. Sau khi đổi dữ liệu rồi mình thiết kế cho cái mẫu cho nó giống như cái yêu cầu để ha. Còn đi thi các bạn, sau này các bạn làm, các bạn muốn thiết kế cái mẫu như thế nào tùy các bạn. Đó là tùy cái khả năng ứng biến của mỗi người nha. Thì Office 2016 với các bạn trở lên nó trong cái thể design nó có là idea nè, design idea này, nó sẽ cho mình một số cái ý tưởng để mình thiết kế cái slide này. Nếu bạn không có ý tưởng thì bạn có thể vô cái ý tưởng của nó. Yeah, nó cho một số ý tưởng, ví dụ cái hình này, nó cho mình cái kiểu này đi. Đó, nó cho mình cái kiểu này. Yeah, cho mình kiểu này. Nó cho mình kiểu này. Đấy. Yeah, đã đưa ra một số cái ý tưởng. Đó, hai cái ý tưởng nào mình thấy nó được thì mình cứ lấy thôi. Nó cho phép mà. Dạ. Yeah. Khi mình click vô thì mình phải chỉnh lại cái phông chữ một chút nha. Rồi đưa hình vô picture, insert picture đưa hình vô ha. Cái này cũng được, khi đưa hình vô nó cũng cho mình một cái ý tưởng khác ha. Insert picture vô, đưa hình vô, đưa hình nó sẽ cho mình một cái ý tưởng khác. Thầy ơi thầy. Sao nói đi em? Dạ cho em hỏi một xíu là lúc mà em tạo slide master xong rồi cái em bấm vào design ID online thầy thì cái slide master đó nó không có như ban đầu nữa, tại sao vậy thầy? Có nghĩa là slide idea là có nghĩa là nó mình lấy luôn cái slide mà nó gợi ý cho mình. Là giờ mình lấy luôn cái slide gợi ý thì nó sẽ lấy theo cái form đó, cái form gợi ý nè, chứ nó không lấy theo cái mẫu mình đã tạo trước đó. Nhưng mà khi thầy chấm bài á, thì thầy chấm bài thầy vô đây thầy nêu ra mà trên đây thầy em có hình đúng thì thầy vẫn cho điểm, chứ thầy không có chấm trên từng slide này nha. Thầy nêu ra là được rồi. Còn khi mình ra một cái ý tưởng, mình nó cho mình cái idea này, mình click vô thì mình lấy ý tưởng của nó thì nó áp đặt hết những cái cấu hình đó cho cái slide đó rồi. Dạ thầy ơi, với lại cho em hỏi thêm là lúc mà em gõ vào cái test vào cái box test thầy không rồi em cài slide master trước đó rồi thì ví dụ mà mình nhập chữ nhiều quá không cái chữ nó bị dồn lại trong cái text box đó thì nó bị đổi luôn cả cái size chữ này. Thì bây giờ mình phóng to ra đây nè, ví dụ như bây giờ mình sẽ gõ nó, mình kéo cái khung này ra cho nó lớn lớn ra là cái khung chữ mình nó bự, còn nếu nó không bự nên nếu kéo lớn mà nó không bự như thế nè thì mình thử cho nó bự lớn. Mình kéo cái khung này ra nè, là cái khung nó nhỏ quá, mình phải kéo này đó, nó nhìn thế này nè, nó nhỏ xíu như thế này nè. Đó, mình đầu tiên mình phải kéo cho nó bự ra. Nó kéo bự ra mà chữ nó nhỏ thì mình cho nó lớn lên. Ha. Đó, yeah, ok thầy. Rồi ok. Còn ví dụ mình muốn gõ chữ nữa thì mình insert text box, mình kể khung ra mình gõ nội dung tự biến gõ nội dung được. Nha, insert text box là mình đưa cái khung vô. Mình ra để mình gõ nội dung nha. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Rồi. Nha, tiếp tục đưa những cái này, nó có những cái ý tưởng idea rất là hay nha các bạn nha. Rồi số lượng biểu đồ cũng vậy nè, đồ thị nè, các bạn đưa cái hình chạc vô nè, insert nè, chạc là cái đồ thị nè. Đi thi mà các bạn có đồ thị nữa là quá tốt.
Thầy bạn lấy giờ cái dữ liệu của mình thôi, muốn lấy gì thì lấy. Mình đại cái dữ liệu vô, chẹt nè nha. Insert chẹt nè. Dạ, insert nè, chẹt nè. Khi bạn chỉ cái chẹt chẹt dạng dạng cột nè, ok, 3D nha. 3D cluster column nè. Đó, mình chuyển cặp số vô. Ví dụ như bây giờ năm 2016 đi, 2017, 2018. Nhớ. Chị làm lấy nó được mới chưa thầy? Ha, xem. Rồi lấy cái nào cũng được chưa hả thầy? Lấy cái nào là liên quan đến đề tài của mình, còn không có thì lấy cái nào cũng được. Có là được rồi, có được đồ thị được rồi. Dạ. Tốt thì lấy gì cái đồ thị liên quan đến, ví dụ như du lịch thì mình coi thử du lịch, lượng khách du lịch đổ bộ đến cái nơi mình báo cáo điều Đà Lạt, Nha Trang trong năm nào đó thì quá tốt, không có thì lấy cái nào cũng được. Có đồ thị để mình biết cách vẽ đồ thị được rồi. Có bị trừ điểm không thầy? Còn. Rồi, mình. Thầy ơi, cái picture lúc mà mình chèn vô xong á, nó không có hiện cái picture ID á, mình bật nó đâu rồi. Rồi, nó không có hiện picture ID mình. Cái này là Office 2016 trở lên nó mới có nha. Chứ Office từ 2010, 2013 là nó mới có đâu nha. Dạ, 2016 thôi. Rồi, 2016 trở lên nó mới có ha. Rồi bây giờ muốn bật cái ID, cho tôi một chút, tôi nhập cái này vô cái đó. Rồi, đây. Kéo những đồ thị này ra ha. Rồi, bây giờ nó không có cái idea thì mình vô thị design nè, design nha. Bên góc phải nó có một idea design nè. Đúng chưa? Đó, nó ra mình chọn nè, đó, những cái ý tưởng nè, mình tiếp tục như vậy nè, chọn nó cho quá trời quá đất luôn nè, không phải mười mấy cái. Còn mình thấy cái nào xấu quá thì tự mình lên ý tưởng, mình tự thiết kế cho slide đó. Nè, thấy trong cái thẻ insert không? Ai design ID chưa? Nhớ rồi, nhớ thấy rồi thầy. Rồi, cảm ơn thầy. Đó nha. Rồi, cuối cùng là mình chỉ chèn một cái lời cảm ơn thôi ha. Insert nè. Thầy cô và các bạn để lắng nghe. Dạ. Rồi, đó là một cái bài PowerPoint của mình nha. Rồi các bạn lên ý tưởng thiết kế đi ạ. Rồi. Rồi, mấy cái bài tập yêu cầu ha, thầy nói thôi thầy nói nhanh các yêu cầu nè các bạn. Thôi các bạn đừng làm nữa, về nhà coi clip về làm lại nè. Rồi, thầy nói nhanh cái yêu cầu ha. Hiệu chỉnh slimeter rồi, thầy nói lần này lần thứ tư, lần thứ năm rồi nha. Đây thầy nói lại cái hiệu chỉnh slimeter một chút nè. Rồi hiệu chỉnh slimeter ha, được chưa? Rồi, title, layout, title, slide thì nói rồi, layout, title, and content thì các bạn vô có thể view hang, slide master. Kéo lên. Title, and content hang, nhớ lít khung chỗ này nha. Và thì thôi mình chỉnh lại cái khung chữ đó nha. Time Roman 46, Time Roman 32 ha. Time Roman 46. Được chưa? Rồi đóng lại, làm xong đóng lại cái slimeter nha. Dạ, không có làm gì trên đó nữa nha. Rồi header footer, số trang, ngày tháng năm, nội dung header footer đó là tin học cơ bản ha. Áp dụng cho tất cả slide, không áp dụng cho slide title slide ha. Insert nè, header footer nè, thôi nghe đi. Rồi mình nhờ làm sau. Nghe đi các bạn. Rồi, header footer ha. Ngày tháng năm nè,
chỉnh lại tiếng Việt nha, cho nó định dạng giống ngày tháng năm giống Việt Nam mình nè. Đánh số trang nè, footer nhập vô, khi đi thi nó sẽ yêu cầu các bạn nhập tên của bạn ha. Còn mình học trình học chỉ học cơ bản thôi, không áp dụng cho slide tuyệt vời. Apply to all ha, apply to all. Rồi, tùy theo cái layout của mình, cái bố cục có thể nằm trên, nằm dưới, nằm trái, nằm phải như các bạn nha. Tùy theo cái chủ đề mình á, tùy theo cái này nè, mình nó có cái vị trí nha các bạn nha. Cái mẫu này thì nó nằm ở cái kiểu khác, cái mẫu này nằm ở kiểu khác nha. Ví dụ như mẫu này nằm ở kiểu này nè, thấy chưa? Đó, nó nằm bên góc này thấy không ạ? Còn cái mẫu cái chủ đề thầy thì nó nằm bên góc này, nằm bên dưới này ha, đó nha. Rồi mình để làm các tạo các slide 12 slide ha, từ dữ liệu thô mình đã tạo cái này, thiết kế cái này rồi, kéo xuống nha. Rồi tạo liên kết thôi, thì không có nói nữa nha. Tạo liên kết các ô này chưa đến lần lượt liên kết đến các slide, có nghĩa là ở đây là các bộ môn nè. À, đi thi các bạn sẽ có cái mục lục nữa nha các bạn nha. Mục lục mình sẽ liên kết đến các nội dung mình cần trình chiếu trong cái PowerPoint của mình. Dạ, cái đây cũng giống như cái mục lục gì á, tin học đại cương thì mình lít vô cái ô chứa tin học đại cương nè, insert link nè. Dạ, mình chỉ liên kết đến slide chứa tin học đại cương. Tương tự kinh tế cơ bản một, mình quét khối nó, hai không lít vô cái khung cũng được, còn nếu kỹ hơn thì quét khối nó để thầy cô chấm bài dễ nhìn thấy hơn. Khi có liên kết nó sẽ có cái chữ này nè nha. Khi liên kết nó sẽ có ha. Dạ. Đó, đó là liên kết. Rồi liên kết đến website thì sao? Khi click vô hình trái tim. Được chưa? Đó. Riêng ở vị trí tròn trung tâm ha, thì click vô nó sẽ liên kết đến cái gì? Cái website ha, cái vị trí tròn trung tâm là cái này nè. Nha, liên kết đến website link. Trên này rõ ha. Một quay web chấm phan lan uni chấm edu chấm vn ha. Dạ, mình kết nối website, gọi website cho này ha. Ok, dạ. À, có hiệu ứng chuyển động giữa các slide ha, hiệu ứng chuyển động giữa các slide và âm thanh đi kèm. Hiệu ứng gì chuyển động giữa các slide nhớ là transition ha. Mỗi cái hiệu ứng là bạn cho một cái hiệu ứng chuyển động khác nhau, được chưa? Đấy, và có âm thanh đi kèm, các bạn nhớ không ạ? À? Âm thanh đi kèm thì mình chọn đó. Người ta ví dụ như ta yêu cầu ở slide thứ ba chọn hiệu ứng chuyển slide và có âm thanh đi kèm thì bạn chọn hiệu ứng số 3 nè, hiệu ứng chuyển slide nè, âm thanh đi kèm chọn vô. Đó ha, chọn hiệu ứng người ta yêu cầu tên gì thì chọn đó. Còn nếu người ta không yêu cầu tên thì bạn chọn hiệu ứng tên gì cũng được, hiệu ứng cái âm thanh tên này tên gì cũng được ha. Đó nha. Rồi, đó chính là cái câu của bài tập số 7. Bài tập số 8 là hiệu ứng cho các đối tượng. Hiệu ứng cho các đối tượng thì biết rồi, chọn đối tượng nè. Nha, qua thể animation. Nha, mỗi cái đối tượng đều có hiệu ứng hết nha các bạn nha, không có thiếu cái nào hết nha. Nha, còn mình muốn xóa đối tượng thì vào cái mục animation pane nè. Muốn xóa hiệu ứng nha, và mở cái thẻ animation pane lên, chọn lên nó, bấm delete để xóa hiệu ứng nha. Nha, đây là mình thêm. Thì khi mình thêm vô thì nó sẽ xuất hiện cái tên hiệu ứng bên dưới góc này ở cái khung animation pane nha. Xóa, chọn nó, bấm delete trên bàn phím hoặc là click vô giống với tên nè, xóa đi, remove nha. Còn cái đây là cái nút nút này di chuyển lên di xuống thay đổi vị trí của hiệu ứng nha. À, muốn nào chạy trước chạy sau thì thay đổi nó. À, thứ tự ưu tiên á, đây cũng vậy nha, đây cũng là thứ tự ưu tiên, đây cũng là thứ tự ưu tiên, chỉnh lên chỉnh xuống. Rồi chèn âm thanh nhạc vàng vào slide thứ 5. Rồi câu này nè, tập trung là đi thi nè, câu này có nè các bạn, tập trung ở thầy câu này nha. Chèn âm thanh cung cấp sẵn vào slide thứ 5 là biết chèn rồi, tuy nhiên cấu hình làm sao cái âm thanh nó hát từ slide 5 đến slide 8. Đó, giờ bây giờ thầy si chia sẻ là cái màn hình để thầy cấu hình cho các bạn nghe nhạc nha. Rồi đứng ở slide thứ 5 nè, mình sẽ đưa insert cái âm thanh vào. Đã chưa? Insert media audio ha. Ở bài tập số 4 nè, nó có cái nhạc nè, nhạc vàng nè.
Nếu mà bạn chèn đơn như thế này á, bạn chèn đơn như thế này á thì sao, thì nó hát ở slide này không à, nó hát xong nó đính nha các bạn nha. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng Chiếu mơ. nè, em làm trình chiếu nè, lên vô nè, Lắng nghe chiều xuống thành ở phố slide 5 nha, mộng mơ. đây ở slide 5 và slide 6 đính nè, thấy quay slide 6 đính không. Vậy bây giờ người ta yêu cầu mình cấu hình làm sao khi đưa âm thanh ở slide 5 là cấu hình làm sao cho nó hát liên tục từ slide 5 đến cái slide 8 qua slide 9 nín. Chứ không mà nếu mà không cấu hình nó hát đúng cái slide này à. Vậy là ở slide thứ 5 mình chèn một cái pha âm thanh thôi nha. Chứ không phải là nhiều bạn đi thi vui lắm, âm thanh slide 5 nó cũng chèn, 6 nó cũng chèn, 7 nó cũng chèn, 8 nó cũng chèn là sai nha. Mình chỉ chèn duy nhất ở slide số 5 thôi. Rồi mình cấu hình làm sao cái âm thanh này hát liên tục từ slide 5 nó chạy đến slide 8. Thì bạn vào thẻ Animation Pane nè, sau khi mình đã cho những cái đối tượng này có hiệu ứng hết nha, thì mình vào sẽ Animation Pane nè, mình sẽ thấy một cái hiệu ứng âm thanh chỗ này xuất hiện. Rồi sau đó bạn click chuột phải vào cái hiệu ứng âm thanh này nè, bạn chọn chức năng đó là Effect Option. Thì trong cái mục Effect Option nè, hiệu ứng nè, Stop Playing dừng khi nào, thì bạn chọn After. Thì bạn phải đếm xem từ slide 5 đến slide 8 là bao gồm bao nhiêu slide. Thì bao gồm tất cả là 4 slide nha các bạn nha. 5, 6, 7, 8 là 4 slide, thì gõ 4 slide. Nó sẽ tính từ slide đang dàn. Tính từ slide dàn qua 4 slide là nó sẽ nín. Tuy nhiên đi thi người ta yêu cầu không phải xin lúc nào cũng từ 5 đến 8, đi thi người ta yêu cầu từ 7 đến 9 thì sao? 7 đến 9 thì chỉ có 3 slide thôi nha các bạn nha. 7, 8, 9 là 3 slide. Hoặc là 9 đến 12 thì sao? 9, 11, 12 là 4 slide. Hoặc là 2 đến 7 thì sao? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Hay tất cả là 2, 4, 6 slide. Tùy theo nha, mình phải đếm. Ở đây thì ví dụ là từ 5 đến 8 thôi. 5 đến 8 là 4 slide. Nhớ nha. Mở cái thẻ Animation Pane lên nè. Lấy chuột phải cho hiệu ứng coi lại ha. Effect Option. After, chọn chức năng After nha. Gõ 4 vô. Rồi qua 4 slide nó nín. Rồi trình chiếu thử nè. 5 nè. Lắng nghe chiều xuống thành phố Mình nhắc mộng mơ. à, 6 hát nè. Màu lam tím Đà Lạt sương 6 nó còn hát không? phố 7 nè. Slide 7 còn hát không? Từng đôi đi trên Hát phố nè. vắng, Hát luôn. bước chân em giữa không. Nín. Câu số 10 là chèn một cái file video vào slide số 1. Nếu ông video nè. Đó, câu này chèn video nhé thôi. Chờ câu này insert nè, media nè, không phải là mình chèn hồi nãy audio thì bây giờ là video nữa. Nhá. Chờ đến bài tập số 4 mình lấy ra. Rồi chèn vô thôi. Đi thi là thầy sẽ cho bạn cái file âm thanh về cái file video có sẵn nên các bạn yên tâm. Nè. Chèn cái lửa góc nào trống trống chèn nha, kéo này lên coi. Rồi nha, vậy thôi. Chèn video là dễ nhất ạ. Rồi câu số 10, 11. Xuất cái file này sang định dạng PDF 2 slide cho 1 trang A4. Nhớ mà. Rồi xuất là trước khi xuất được bấm nút lưu lại nha, lưu lại. Xuất thì file CS. Rồi chọn PDF. Bạn nào nãy quên thì nhớ gọi là ham. Sẽ tha chọn đưa PDF option. Anders. Nãy là 3, bây giờ thấy 2 không? Thấy đi thi nó tùy biến không? Thấy đời nó tùy biến không? Hồi nãy là nó yêu cầu 3, bây giờ nó yêu cầu 2 thì chọn 2. Trời dễ thôi, cũng vô chỗ đó thôi chứ khác gì đâu. Lúc đó. Được chưa? Rồi. Đó nha. Rồi, xong vậy là xong rồi đó. Xong bài tập số 4 rồi đó. Bài tập số 5 thì cũng vậy luôn, không có khác gì hết. Nha. Hai slide trên một trang A4. Rồi. Tối nay các bạn hình dung được chưa? Rồi, thôi bây giờ mình thi trắc nghiệm nào. Đi trắc nghiệm xong mình nghỉ nha. Rồi bây giờ tất cả các bạn ở cái buổi số 4 nè, các bạn click cho cái đường link trắc nghiệm kiểm tra module số 2 nè. Ở cái buổi số 4
tất cả các bạn click vô cái đường link kiểm tra trắc nghiệm module số 2. Thấy chưa ạ? Vậy rồi thầy ơi. Rồi các bạn click vô, các bạn làm, thầy sẽ gửi cho bạn một cái password. Tất cả các bài kiểm tra của thầy đều chứa password nha. Còn các bạn làm ôn tập thì nó không có tính điểm đâu nha các bạn nha. Ôn tập để cho các bạn nhớ các dạng hỏi. Dạ, chứ nó không có tính điểm nha. Rồi, password module số 2 này các bạn. Rồi. Password. Module 2. Nhớ làm điểm cao cao một chút để nó tổng kết điểm thi cuối kỳ vậy nha. Làm thấp cái thấp ráng chịu đó. Cái điểm các bạn làm trắc nghiệm nó sẽ tính cho điểm cuối kỳ đó. 213B4M2. Rồi. Password trắc nghiệm kiểm tra module số 2. 212B4M2. Được rồi. Ai làm xong trắc nghiệm nghỉ.